tại tiêm vân tiên tử mang đến tin tức về sau khương ngưng y liền lấy truyền tin ngọc giản liên hệ phương trần hỏi thăm phương gia có gì vui sự tình nếu là lăng tổ sư muốn dẫn bọn hắn đi chúc mừng khương ngưng y cảm thấy mình có phải hay không nên chuẩn bị điểm quà tặng đến cửa mới đúng mà khương ngưng y tin tức truyền ra ngoài về sau phương trần rất nhanh liền hồi phục nguyên lai like là có muội muội à ngồi tại khương ngưng y trong động phủ tiêm vân tiên tử lộ ra kinh ngạc suy tư một lát sau nói lấy phương tướng quân cùng ôn tướng quân tu vi lại nhìn phương trần từ chất chị sợ hắn cái này muội muội sẽ không đơn giản đi nơi nào nha khương ngưng y cùng phương trần sau khi nói cảm ơn liền hỏi thăm chính mình sư tôn sư tôn cái kia đã như vậy mà nói ta cần phải mang thứ gì đi phương ra biểu thị chúc mừng đâu tại nàng muốn đến đã lăng tổ sư muốn để bọn hắn đại biểu đã nghiên tông đi quá chúc mừng nàng cũng không thể hai tay chống trơn á à. mê mơ tiêm vân tiên tử nghĩ nghĩ liền nói ra cái kia đã như vậy, ngươi liền mang chút bổ nguyên tẩm bổ đan dược, có thể làm người tâm tình vui vẻ đừng đậu đi thôi, cung khí dung cầm là được, năng luyện những thứ này cũng là sở trường. Lại đi vườn hoa cỏ, theo người vi sư cô muốn chút thanh tâm ninh thần, làm lòng người tình vui vẻ hoa đưa qua. Tiêm vân tiên tử cùng hoa khỉ dung, vì nghi quan hệ rất tốt, ba người tại xích tôn sơn bên trong cũng coi là một cái phe phái. Nghe vậy, Khương ngưng Y sững sờ, sư tôn, ngươi để cho ta mang bổ nguyên tẩm bổ đan dược ta minh bạch, nhưng vì sao muốn dẫn đường đậu, hoa tươi đâu nàng có chút mộng làm sao sư tôn sẽ để cho mình cầm những vật này đi tiểu hài tử khóc rất nhao nhao người ôn tướng quân lại không thể lấy tu vi che đậy chính mình hai tử tiếng khóc cho nên để cho nàng vui vẻ lên chút chuẩn không sai tiêm văn tiên tử cười nói khương ngơ nghi mới chờ thiểu ra cùng lúc đó phương trần về tới xích tôn sơn ta muốn chuẩn bị trở về phương gia hắn liền tạm thời bỏ đi đi đạm nhiên điện đồng hồ báo thức ý nghĩ cần mang chút lẽ vật sao tỉ như cái gì tả lót sữa bột ngạch nơi này là tu tiên giới phương trần sở lên cầm thì thầm trong miệng vậy ta đi mua kiện hài nhi pháp y có thể thông khí hút nước ngủ yên tốt nhất còn mang giảm xuống tiếng khóc ân còn muốn thêm cái giám sát công năng có dạng này pháp y sao muốn không hỏi xem năng tổ sư lúc trước có hay không cho huyền nhi định chế dạng này pháp y nhưng tổ sư xuất thủ thay muội muội ta luyện chế anh không phải đây là thay hắn đồ đệ luyện chế ở một bên nhất thiên tam vây quanh dực hung đánh đi một vòng về sau nói hầu tổ đi phục của ngươi nhìn rất đẹp thân mang thanh sam dực hung chính khẽ gật đầu trên mặt kiệt ngạo nói kỳ thật cái này còn tốt ta ưa chân chuyển pháp y Gặp Dược Hung đang giả vờ, Phương Trần dành thời gian mắng một câu, chân truyền không có pháp y ngốc chó, cái kia xích tôn sơn đệ tử pháp y cũng được, cũng không có. Phương Trần vừa cùng Dược Hung nói nhao nhao mắng mắng, một bên gọi Trương Thiên mua cho mình chút lễ vật lấy tới, chuẩn bị mang về nhà. Bất quá, chuẩn bị xong Phương Trần vốn cho rằng Lăng Tu Nguyên ngay lập tức sẽ xuất phát, ai biết đợi nửa ngày về sau, cô không đợi người tới. Phương Trần chỉ có thể trước tiếp tục trước đó không hoàn thành sự nghiệp. Dược Hung, tới xem một chút. Phương Trần đem Dược Hung gọi qua, nhìn cái gì? Dực Hung sững sờ, Nhất Thiên Tam đi theo hắn phía sau, cái mông nảy đi qua. Phương Trần vận sức chờ phát động, nhìn nhìn huyết mạch của ta có hay không một loại yêu tổ cảm giác. Dực Hung, ngươi chính là muốn buồn nôn ta, đừng nói đến khó nghe như vậy. Ta chỉ là muốn để ngươi cảm thụ một chút. Phương Trần hít sâu một hơi, lập tức vận khởi hấp thu đại lượng yếu ớt huyết mạch chi lực hình thành vạn yêu tổ nguyên huyết mạch. Bạch biến thân hoàn tất. Phương Trần hỏi, thế nào, có hay không yêu tổ dáng vẻ? Nhất Thiên Tam không chút do dự nói, có. Quan, không phải hỏi ngươi. Phương Trần duỗi ra tay gấu sở lên nhất thiên tam nằm đấm, cũng nhìn về phía một mặt tào bón rực hung. Thế nào, rực hung? Không có, con là một bộ hùng dạo. làm sao có thế? Phương Trần sững sờ, vội vàng lấy thủy ngưng kính, mới phát hiện rực hung là nói thật. Trong kính, Phương Trần vẫn là cái kia tổ huyết cổ hùng dáng vẻ. Bất quá, nhìn gần nửa ngày về sau, Phương Trần phát hiện đến cùng vẫn còn có chút khác biệt. Hắn phát hiện hàm răng của mình, lông mi, móng tay trở chỗ rất nhỏ, xuất hiện những yêu thú khác đặc thù. Phát hiện điểm này về sau, Phương Trần khẽ gật đầu. Tuy nhiên biến hóa rất nhỏ, nhưng dạng này cũng coi như yêu tổ đi. Ngươi đừng đến buồn nôn ta, dực hung vô cùng không hài lòng. Chỉ là tổ huyết cổ hùng, sao xứng với yêu tổ danh xưng Lại nói, nếu là yêu tổ, nhất định có yêu tổ chi uy, khuất phục vạn yêu, không nói chơi, ngươi cái này hùng dạng tính là gì yêu tổ. Yêu tổ chi uy, Phương Trần nghe vậy, lập tức dùng tay gấu vuốt ve chính mình mọc đầy đỏ cần cái cằm, thanh âm một ngạt nói, ta cần phải có đi, ta thử một chút. Phản yêu tổ nguyên huyết mạch mục đích cuối cùng nhất cũng là phản tổ nó tự nhiên có ghi chép như thế nào phóng thích yêu tổ chi uy biện pháp chỉ bất quá trước đó phương trần theo trên thân chỉ có một đầu tổ huyết cổ hùng huyết mạch nó chiêu thức thuật pháp dùng cũng dùng không ra cho nên một mực các lại lấy không có sử dụng bây giờ hắn đã dùng đại lượng một nguyên mua có được rác rưởi huyết mạch kiếm ra một đầu thanh xuân bản vạn yêu tổ nguyên huyết mạch bị rực hung một nhắc nhở như vậy tự nhiên muốn muốn thử một chút phương trần nghiên cứu một lát sau ánh mắt lập tức biến đổi bên ngoài thân xuất hiện một cỗ vô hình uy áp hướng về dư hung đánh tới dư hung lúc này cả kinh nói oa thật cường đại yêu tổ uy áp ta kém chút liền có cảm giác phương trần được rồi Để phẩm huyết mạch khó chơi không có cảm giác bình thường phương trần đưa ánh mắt chuyển hướng nhất thiên tam vậy còn ngươi gia hỏa này là cái thụ yêu nghiêm quản điểm tới nói cũng là nên quỳ yêu tổ mà nhất thiên tam trầm mặc một lát sau nói nếu như ta có cảm giác có thể để ngươi vui vẻ lời nói vậy ta phương trần tuy nhiên chính mình cây hồ không có cảm giác nhưng phương trần cũng không phải không thu hoạch được gì hắn nhường dược hung bắt mấy cái luyện khí kỳ chó mèo tới khi triển yêu tổ chi uy về sau đối phương nầm nớp lo sợ không dám nhìn thẳng chính mình có một cái tu vi kém cỏi càng là trực tiếp có quắc sùng dưới đối với mình lộ ra thần phục phương trần nhỏ điểm đầu gấu cái này cũng bằng chứng một điểm như là của mình huyết mạch nồng độ đủ cường đại mà nói nầm nớp lo sợ liền nên đổi thành dược hung cùng nhất thiên tam sau đó phương trần lại thử một cái cái khác chiêu thức thuật pháp đáng tiếc bị giới hạn huyết mạch chi lực tàn khuyết không có một dạng dùng cho ra. Đêm đã khuya, kết thúc thí nghiệm vạn yêu tổ nguyên huyết mạch Phương Trần, đang Định tiếp tục dựng kết thai, kết quả lăng tu nguyên thành âm liền tại Phương Trần bên tai vang lên. Đến chân núi, Phương Trần nghe nói như thế, nhất thời thầm nghĩ rốt cục muốn đi. Bất quá, hắn rất ngạc nhiên, vì sao lần này lăng tổ sư như thế kéo dài, thường ngày không đều là xèo một chút liền đi sao. Sau đó, Phương Trần liền dự định mang theo nhất thiên tam cùng dược khung cùng rời đi. Trước khi đi, hắn nghĩ nghĩ, lại về đến phòng, lấy ra ôn tủ trước đó đưa cho mình quần áo màu xanh lam, đổi đi lên vuốt ve quần áo vật liệu phương trần sắc mặt bình tĩnh ngón tay vuốt ve qua mỗi một tấc quần áo về sau hắn đột nhiên nhịn không được cười lên một tiếng vẫn là thật thoải mái thật không hổ là linh lực dệt xích tôn sơn chân núi cho dù đã đêm dài con đường lại như cũ thông minh tu tiên giới không thiếu để mà chiếu sáng ảnh nến linh châu tại chân núi chỗ phương trần phát hiện khương ngưng y vậy mà tại nơi này nhất thời sững sờ Khương Ương Y một thân lam váy, dung mạo tuyệt diễm, da tuyết tơi môi, tinh xảo như họa, thân thể mềm mại thon dài, có lôi có lóm, đứng ở bên đường chính là một đạo tuyệt hảo phong cảnh. Mỗi lần nhìn đến Khương Ngưng Y thời điểm, Phương Trần đều sẽ cảm khái. Tu tiên giới hoàn toàn chính xác dinh dưỡng sung túc, đơn thuần bề ngoài. Khương Ngưng Y cùng 18-19 tuổi nữ hài đã không khác, mỗi lần hắn đều sẽ vô ý thức xem nhẹ đối phương số tuổi thật sự. Nhưng lời nói cũng nói đi cũng phải nói lại, tu tiên giới khó tin cậy nhất cũng là bề ngoài nhìn sát phách dư bạch diễm mọc ra một trương thiếu niên mặt nói là tiêu thanh huynh đệ đều có người tin nhưng hắn muốn so lão đầu bộ dáng hoàng trạch lớn tuổi cùng lúc đó khương ngưng y cũng nhìn thấy phương trần khuấy miệng lộ ra mấy phân cười yếu ớt vừa muốn chào hỏi yên cảnh thanh âm hưng phấn đột nhiên tại khương ngưng y bên tai vang lên một dạng áo lam ấy các người đã nói xong sao khương ngưng y ta học được tú kiếm thuật người muốn thử xem sao yên cảnh sau đó phương trần đi đến khương ngưng y trước mặt phát tay chào hỏi ngưng y Khương Ngưng Y theo vừa mới áo lam, sắc mặt có chút mất tự nhiên, ánh mắt đảo qua phương trần quần áo sau liền vội vàng thu hồi, cúi đầu đáp lại nói. Phương Sư Huỳnh, lúc này, Yên Cảnh cũng lên tiếng chào hỏi. Phương Sư Huỳnh tốt, phương trần sau lưng nhất thiên tam đột nhiên nhảy ra, vui vẻ đáp lại. Khương Khương, Yên Cảnh, nhìn đến phương trần đi theo phía sau nhất thiên tam, Khương Ngưng Y kinh ngạc. Nhất thiên tam, mời cũng tới nữa. Đúng, không chỉ ta, hồ tổ cũng tới. Nói chuyện, nhất thiên tam quay đầu nhìn lại, phát hiện không có một ai khương ngưng y cùng yên cảnh thì là cùng nhau sửng sốt hồ tổ là ai đúng lúc này phương trần im lặng đưa tay về sau quán tìm kiếm đem chộp vào trên lưng mình rực hung treo đi ra nhìn đến thân mặc áo xanh tiểu lão hổ khương ngưng y thoáng sững sợ đây là đầu kia hung diễm ngập trời càn khôn thánh hồ sao phương trần bắt lấy rực hung thản nhiên nói cọi người rực hung tứ chi đều buông xuống nấm nắp lo sợ cười khan nói khương khương chân truyền không biết vì cái gì hắn cũng là sợ hãi khương ngưng y Khương Ngưng Y nhìn ra hẳn đối sợ hãi của mình, không khỏi thân mật ôn hòa cười cười. Ngươi chính là Dược Khung sao? Đúng. Khương Ngưng Y nỗ lực biểu đạt hữu hảo, quả nhiên là đế phẩm huyết mạch, ngươi xem ra có thánh hổ phong phạm. Dược Khung nhìn thoáng qua mình bị Phương Trần treo giữa không trung thân thể, Khương Ngưng Y cũng phát hiện Dược Khung ánh mắt. Sau đó, Phương Trần chỉ có thể nói sang chuyện khác, nhưng Dược Khung cùng yên cảnh nhận thức một chút, nhìn lấy hai người hữu hảo lại lạ lẫm chào hỏi, Phương Trần trong lòng cảm khái. Phải biết, Nguyên bản Dực Hùng rất có thể thay thế Yên Cảnh, trở thành ma hổ kiếm linh, bây giờ cả hai còn có thể nói chuyện phím nhận biết là thật hiếm thấy. Đúng lúc này, Khương Ngân Y đột nhiên hướng về Phương Trần sau lưng hô, Lâm trưởng lão, Phương Trần sững sờ, thần thức vô ý thức quét qua, nhất thời phát hiện đang từ một cây đại đao lên đi xuống Lâm Vân Hạc. Lâm Vân Hạc thân thể thẳng tắp, cung cán tiêu thương giống như một thân màu xám bào phục mười phần đơn giản. Hắn chậm rãi đi tới, khẽ vuốt cầm, nói, Khương Chân truyền, đã lâu không gặp, người sư tôn gần đây được chứ? khương ngâm y lại cười nói năng lâm trưởng lão phúc sư tôn hết thể mạnh khỏe vậy là được lẽ phép tính hàn huyền kết thúc lâm vân hạc quay đầu nhìn về phía phương trần thản nhiên nói người thế nào phương trần không khỏi vì đó phản sợ hãi lâm thúc ta rất khỏe lâm vân hạc thản nhiên nói mê mơn rất tốt là được có chuyện khó khăn gì nhờ đến để đánh quang hồ sơn tin ta rõ ràng là câu quan tâm nhưng phương trần luôn cảm giác lại bị cảnh cáo một lần giống như phương trần thở dài một hơi không có cách nào Ai bảo trước kia nguyên chủ mỗi ngày cho Lâm Vân Hạc kiếm chuyện làm? Đa tạ Lâm Thúc, Phương Trần quy quy củ củ nói. Sau đó, Lâm Vân Hạc nhìn sang Phương Trần quần áo, gặp nó là màu lam, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, ánh mắt lộ ra hài lòng. Chợt, hắn lại liếc mắt nhìn Khương Ngưng Y trên người áo lam, ánh mắt lúc này khẽ giật mình, chợt nhìn về phía Phương Trần ánh mắt liền bắt đầu biến đến vi diệu. Đúng rồi, Lâm Thúc, Ngưng Y, các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Phương Trần rốt cục đặt câu hỏi. Khương Ngưng Y vừa cần hồi đáp, ta gọi bọn họ tới, cùng đi phương gia chúc mừng đúng lúc này lăng tu nguyên đột nhiên theo ba người sau lưng xuất hiện ba người lập tức quay đầu cùng kính hành lễ bài kiến tổ sư lăng tu nguyên đám ba người đi hết lễ về sau lại nói nói tốt không cần đa lễ đúng ba người trả lời lập tức phương trần ngẩng đầu nhìn về phía lăng tu nguyên theo lăng bài lúc này về một cái ta đi có cần phải sao chỉ thấy này thường một thân áo bào trắng nha nhà tùy ý lăng tu nguyên thay đổi thường ngày mặc vào một kiện sơn hà thiêu dạng màu đen cẩm bào cái này cẩm bào chất liệu phương trần không biết nhưng vừa nhìn liền biết cực kỳ đỉnh phong bởi vì nhà ai áo bào có thể có một loại làm người ta nhìn tới muốn quỷ bái cảm giác mà lại cái kia sơn hà thiêu dạng cũng không đơn giản nhìn như tùy ý kỳ thực một bút một họa bên trong lộ ra một cỗ vô cùng mênh mông chi ý giống như thật có sơn hải bị luyện vào trong đó phương trần nghĩ thầm cho nên kéo thời gian dài như vậy là đi thay quần áo sao tốt đã người đã đông đủ đi thôi đi phương ra Lăng Tu Nguyên quét mọi người liếc một chút, phất phất tay, mọi người lập tức cảm giác cảm thấy hoa mắt, do chân núi đi tới đỉnh núi, Phương Trần đánh giá chung quanh, vốn cho rằng lập tức đã đến phương gia hắn, lại cảm thấy không thích hợp, cái này giống như không phải nguy thành, dĩ nhiên không phải, Lăng Tu Nguyên thản nhiên nói, lần này, nếu là đi chúc mừng, phô trương không thể quá nhỏ, biết không? Vừa mới nói xong, một đạo thông thiên triệt địa vết nứt không gian bỗng nhiên ở trước mặt mọi người xé mỡ vốn là đen sâu bầu trời giờ phút này tại hắc ám không gian phụ trợ dưới vậy mà có vẻ hơi ánh sáng mà tại hắc ám trong không gian một chiếc quái vật khổng lồ xuất hiện phương trần trợn mắt há hốc mồ mà nhìn qua chiếc này quái vật khổng lồ nói tổ sư người đây là mà tại bên cạnh hắn lâm vân hạc cùng khương ngưng y đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ một chiếc màu mặc mà ngọc thiên trọng lâu thuyền chậm rãi từ trong cái khe không gian lái ra điêu lan ngọc thế lộng lẫy ánh mắt nhỏ quét liền cảm giác phồn hoa tuyệt luân lâu thuyền kết cấu cũng không đơn giản theo quá to lớn, đến mức chia làm đến bộ phận, các bộ phận to lớn như như cung điện, diêm nhà cào trác lang yêu man hồi. Đông Tây Nam Bắc không giống nhau, bệnh giao thoa, quanh co lượn vòng, có thể nói buồng ống nước cơn xoáy, nhìn đến liền cảm giác có chút choáng váng. Phẳng phất vô số công tượng cuối cùng cả đời tâm huyết cùng tuế nguyệt điêu khắc đi ra đồng dạng, không giống nhân gian tất cả. Cùng lúc đó, từng đạo từng đạo hiện ra màu vàng quang hoa trận pháp từ thân tàu hiện lên, như sóng nước dập dờn, tầng tầng lớp lớp. Phương Trần hít một hơi lạnh khí, cái này mẹ hắn cũng là lăng tổ sư tài lực sao? Bình thường bắt hiển sơn bất lộ thủy, thật khoe của, do nguyên sinh tổ sư mãnh liệt nhiều á. Ngoại trừ giường cột chạm trổ, trắng lệ lâu thuyền bản thân, càng quan trọng hơn là lâu thuyền lên mỗi một viên làm tô điểm chiếu sáng linh châu đều tản ra cực kỳ khủng bố uy áp. Nếu là tỉ mỉ chú ý, có thể cảm giác được bên trong bao hàm thần trí. Cảm giác được điểm này về sau, Phương Trần sắc mặt đã triệt để thay đổi. Cái này, đây là cái gì tu vi thủ vé? Lâm Vân Hạc sắc mặt xám mét, cùng cùng ta không sai biệt lắm, phương trần, khương ngương ý, bọn họ theo lăng tu nguyên che chở cũng không nhận được lâu thuyền trùng kích, nhưng chỉ là nhìn lấy chiếc này dường như đã kết nối trời cùng đất lâu thuyền, bọn họ liền tê. màu mực lâu thuyền xuất hiện về sau, lăng tu nguyên cười phất phất tay nói, đi thôi, Người muội muội lúc sinh ra đời, thiên đạo lấy ảnh nắm chiều đỏ nhiễm tận nguy thành, ta đã có thu đồ đệ chi ý, cũng không thể quá mức kém. trước này ta tùy ý luyện chế thuyền nhỏ, cần phải tính toán miễn cưỡng có thể á, à? bản tọa có một chút tự ti, các ngươi cảm thấy thế nào? Phương Trần, Dực Hùng, Khương Ngân Y, Yên Cảnh, Lâm Vân Hạc, thay thế, Lăng Tu Nguyên lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạ. Đúng lúc này, Nhất Thiên Tam bỗng nhiên lớn tiếng nói, hẳn là miễn cưỡng có thể, tổ sư, ngươi không muốn tự ti. Lăng Tu Nguyên nụ cười cứng đờ, trên đỉnh núi gió đen thổi nhẹ im ắng, nhưng rơi tại mọi người trầm mặc trong lỗ tai, chỉ cảm thấy đinh tài nhức óc. Phương Trần, hắn cảm giác muốn không phải pháp y dừng mồ hôi mà nói, hiện tại hắn mồ hôi lạnh có thể trực tiếp đem ra của hắn ngâm nổi nhân. Nhưng nhất thiên tam đè vào trên đầu mình rực hung đồng dạng cảm giác mình tê tê mọi người ở đây chờ mặc lúc lăng tu nguyên đột nhiên cười cười cảm ơn nhất thiên tam an ủi trong lòng ta dễ chịu nhiều cũng rất có tự tin nhất thiên tam cao hừng nói vậy là tốt rồi lăng tu nguyên tốt lên thuyền đi nói xong lăng tu nguyên hướng phía trước bước đi lách mình liền rơi vào mỏ mặc ngọc lâu thuyền bên trong mọi người lâm vân hạc Hải hùng khiếp vế nhìn thoáng qua nhất thiên tam thầm hô yêu sủng không nhìn tướng mạo à Trước kia hắn coi là cái này nhánh cây nhỏ không có tác dụng gì, liền cái thanh hình yêu khu đều không có. Hiện tại hắn mới biết được, cái gì mới gọi dũng mãnh, vô luận là phương cửu đỉnh vẫn là phương trần miệng tiện, lâm vân hạc đều lĩnh giáo qua. Cái trước mỗi ngày tàn phá hắn, cái sau tại lúc trước đem ánh quang hồ sơn huyên náo gà bay chó chạy thời điểm, hắn cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, hai người này đều là rất biết xem xét thời thế. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, phương trần cái này yêu sủng, vậy mà so cái này hai cha con còn muốn dũng mãnh tổ sư mặt mũi nói không cho liền không cho mà lại cái này yêu sủng âm dương quái khí bản lĩnh có thể so sánh cái này hai cha con mạnh hơn nhiều giọng điệu này chân thành vô cùng muốn không phải hắn cực kỳ thấu hiểu phương gia phụ tử cái di đức tính vừa mới kém chút đều thật coi là cái này yêu sủng là đang an à ủi người đâu tại theo đỉnh núi bay lên bong thuyền quá trình bên trong mọi người cùng nhau bảo trì ngầm hiểu lẫn nhau vắng lặng im áng thẳng đến đạp vào bong thuyền thuyền bắt đầu ầm vang lên đường thời điểm dực hung mới đưa thân thể thoáng biển lớn lập tức phương trần liền đem nhất thiên tam trói chặt tại dực hung trên lưng từ giờ trở đi trừ phi ta cùng dược hung không ở bên người người nếu không không cho phép người nói chuyện phương trần truyền âm cảnh cáo nói nhất thiên tam truyền âm trả lời vì cái gì phương trần không tại sao cũng bởi vì dạng này làm cho ta tâm tình tốt đi một chút được không nhất thiên tam đi người vui vẻ trọng yếu nhất phương trần được rồi sau đó nhưng nhất thiên tam im miệng phương trần nhìn khắp bốn phía lại không khỏi ở trong lòng nói một câu xúc động hào à. Mắt thấy lớn như vậy bong thuyền nhìn như cái gì bày trắng sức đều không có, so ra kém sau lưng đủ loại xa hoa, nhưng cuối đầu nhìn thoáng qua bong thuyền chất liệu, ân. Mỗi một khối nhỏ đều muốn giá trị mấy cái trăm linh thạch mảnh gỗ, trải đến khắp nơi đều là, liếc một chút không nhìn thấy bờ giới. Theo sát lấy, lăng tu nguyên thanh âm tại trống trải tịch mịch trên bong thuyền vang lên. lê thái cổ huyền ngọc chu tốc độ, ứng một ngày sau có thể đến nguy thành, các ngươi có thể chính mình tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Mọi người đáp lại, đúng, tổ sư, lăng tu nguyên thanh âm từ đó biến mất. Mà chăm mặc chúng người tâm tư dị biệt, bọn họ cũng không dám tùy tiện nói chuyện, sợ nhường lăng tu nguyên tìm tới cơ hội trách cứ bọn họ, phát tiết vừa mới bị đè nén. Chăm mặc thời điểm, phương trần trong lòng chuyển suy nghĩ, kỳ thật thái cổ huyền ngọc chu cái tên này không quá nhanh, lâu thuyền này khổng lồ như vậy, trên thuyền hộ vệ đều có lâm vân hạp một dạng hợp đạo tu vi, cái kia theo lý mà nói, đây chính là một chiếc có thể phát xạ hợp đạo cao thủ đỉnh cấp chiến hạm. Theo hắn nhìn, phải gọi hợp đạo mẫu hạ mới đúng sau đó nếu là lăng tu nguyên tổ sư dùng để gặp chính mình muội muội vậy liền gọi chân trần hào thế nào sau một lúc lâu gặp lăng tu nguyên cuối cùng không có tiếp tục nói chuyện ý tứ mọi người thở dài một hơi sau đó phương trần nghi hoặc lẩm bẩm thuyền này lợi hại như vậy không có cách nào lập tức liền đến nguy thành sao có thể không nhưng loại pháp bảo này nếu là xé rách không gian tiến lên mà nói cần hao tổn cực kỳ khủng bố tài nguyên bình thường không phải thời gian chiến tranh không sẽ làm như vậy lâm văn học nói ra phương trần lúc này mới cho hiểu sau đó, Lâm Vân Hạc nói, tốt, ta đi tìm cái gian phòng nghỉ ngơi, các ngươi hai kể cũng tận nhanh nghỉ ngơi đi. Phương Trần cùng Khương Ngưng Y đồng nói, vâng, Lâm trưởng lão Lâm thúc đi thong thả. Lâm Vân Hạc khẽ vuốt cằm, say người rời đi. Phương Sư Huynh, cái kia ta đi trước. Khương Ngưng Y cũng tiếp lấy cáo từ, ta muốn một ngày thời gian, cái kia nàng không nghĩ lãng phí. Nàng dự định tham quan tham quan chiếc thuyền này, vì chép lại, cho Lăng Huyền Nhi biết được Lăng Tu Nguyên thân phận về sau. Liên cáo chi chính mình cái kia bị mơ mơ màng màng, màng đáng thương sư muội. Phương Trần cười cười, tốt, đi thôi, có thể Khương Ngưng Y vừa định đi, Yên Cảnh liền vội nói, các người đang làm gì, muốn chống lại tông môn trưởng mối mệnh lệnh sao? Phương Trần, Khương Ngưng Y, Khương Ngưng Y mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có ý từ gì? Lâm trưởng lão nói để cho các người cùng một chỗ nghỉ ngơi, các người sao có thể tách ra, các người quên sao? Giờ khắc này, Yên Cảnh ngữ khí chân thành đến dường như nàng là nhất thiên tam huynh đệ tỉ mũi. Phương Trần, Khương Ngưng Y, một lát sau, nỗ lực sử dụng khống chế linh lực nhưng nhưng vẫn là không ngăn cản được gương mặt của mình phiếm hồng khương ngưng y vội vàng cáo từ sư huynh ta đi yên cảnh yếu ớt thanh âm theo khoảng cách biến xa mà càng ngày càng yếu mau cứu ta nhìn lấy lam váy thân ảnh đi xa phương trần ngạch ngươi đi thông thả sau đó phương trần ho khan hai tiếng mặt mũi tràn đầy xấu hổ đúng lúc này lăng tu nguyên thanh âm bỗng nhiên tại tai của hắn bên cạnh vang lên tới vừa mới nói xong tại phương trần trước mặt một đạo hư huyễn cổng chậm rãi triển khai rất hiển nhiên đây là thông hướng lăng tu nguyên sở tại vị trí cổng phương trần dọa đến một cái giật mình bận bịu vô ý thức cầu xin tha thứ tổ sư nhất thiên tam là vô tâm ngươi thả qua hắn đi đầu kia lăng tu nguyên đầu tiên là trầm mặc nửa ngày sau tức giận cười lạnh nói ha ha ngươi thật coi ta nhỏ mọn như vậy sao chính mình tới phương trần gửi xong vẫn là bị hắn tìm tới cơ hội phát tiết tức giận sau đó phương trần quay đầu nhìn về phía rước hung nói ra ngươi cùng nhất thiên tam chỗ nào hỏng mát chỗ nào ngốc lấy đi ta có chút sự tình dực hung khẽ vuốt cằm được ngươi đi đi phương trần thấy thế nhất thời vội ho một tiếng lập tức một trần bước vào lăng tu nguyên cho mình mở ra cổng vừa làm tốt bị lăng tu nguyên phát tiết chuẩn bị tâm tư phương trần lại đột nhiên phát hiện chính mình đi tới một đầu thật dài chỉ riêng trên đường đầu này con đường ánh sáng thật dài lại quá hẹp trần nhìn một cái đi không nhìn thấy cuối cùng mà tại bốn phía không còn là vừa mới cực biển xa hoa cao quý khí tức lâu thuyền mà chính là quá một mảnh hết thảy xem ra đều cực kỳ mơ hồ thay thế phương trần ngây ngẩn cả người đây là nơi nào nơi này khí tức hoàn toàn không giống lâu thuyền khí tức ngược lại giống như đi tới một vùng trời mới bình thường phương trần suy nghĩ một chút tu tiên đã có một thời gian lại nắm giữ kim đan tu vi trực giác nói với chính mình cái này đã không tại lâu thuyền lên trong lòng của hắn tự nói chẳng lẽ đây là tổ sư ăn bài không đúng sao cái kia hắn người đâu chẳng lẽ là định đem tà nhốt ở chỗ này thay thế nhất thiên tam bị phạt không đến mức a à? không được vững vàng một tay trước hô người phương trần trong lòng như thiểm điện lướt qua bốn cái suy nghĩ về sau lập tức há mồm vong sinh lam kêu gọi tiên hào thanh âm rơi xuống lăng tu nguyên thanh âm tại phương trần bên tai vang lên người làm sao lại ân à, được rồi cũng tốt cẩn thận cũng không có vấn đề gì tốt đừng nóng vội đi lên phía trước chính là đây là cho cơ riêng của người phương trần cho nên, nghe tổ sư lời này ý tứ, cái này vừa mảnh vừa dài con đường thật sự là hắn an bài. Bất quá, phương trần lão cảm giác lăng tổ sư vừa mới phía trước mấy cái kia muốn nói lại thôi chữ tựa như là tại chửi mình. Một lát sau, phương trần quyết định trước để xuống ý nghĩ này, hướng phía trước cất bước đi đến. Nếu là co duyên, vậy liền trải nghiệm nhìn xem. Nhưng nhường hắn lâm vào trầm mặc chính là, hắn liền bước đầu tiên đều không bước ra đi, trực tiếp bị một đạo vô hình tưởng chặn. Nghĩ nghĩ, phương trần thử lui lại, ngồi xuống, tại nguyên chỗ ngủ cũng không có vấn đề gì. Nhưng vô luận bay qua, nhảy qua đi, đứng nghiêm nhảy xa đi qua, thậm chí là hình xoắn ốc thức chui ra đi. Tóm lại, chỉ cần tiến lên, đều không dùng. Phương Trần ngốc trệ nói, tình huống như thế nào, đây là cái gì cầu thí cơ duyên. Cùng lúc đó, Lăng Tu Nguyên đồng dạng đứng tại cùng Phương Trần giống nhau như đúc được ánh sáng hẹp dài bên trong. Hắn cười như không cười nhìn lấy trước mắt một thanh hư huyễn trường kiếm nói, các hạ là vị nào tiên cảnh tiền bối kiếm linh. Hư huyễn trường kiếm trầm mặc một lát, không mang theo một chút tình cảm nói, vô tình kiếm tôn, ta là kiếm linh táng tính nguyên lai like là vô tình kiếm tôn tiền bối lăng tu nguyên giật mình tăng tính kiếm linh nói tiền bối tu vi của ngươi cùng ta chi chủ lưu lại ta lúc tu vi nhất trí có thể không cần gọi ta chi chủ vì tiền bối lăng tu nguyên khẽ gật đầu nói cái kia lần này đạo hữu bắt lăng mẫu, có thể là vì tìm kiếm ta trên thuyền vô tình kiếm đạo truyền thừa già tăng tính kiếm linh lại lần nữa trầm mặc lần này trầm mặc thời gian nhất là dài sau cùng mới nói tiền bối mai là mình tiến đến lăng tu nguyên nhịn không được cười lên không cần để ý một chút chi tiết về đáp vấn đề là đủ tăng tính kiếm linh tiền bối đúng thế lăng tu nguyên khẽ gật đầu cười ha hả hỏi tin tới nàng về sau đâu muốn làm gì tăng tính kiếm linh và xếp này liên lụy kiếm tôn bí ẩn lăng tu nguyên cười ha ha một tiếng xen lời hắn đúng rồi lăng mỗ mộ có một đạo hữu tên là lệ phục hắn có thể một quyền oanh sập phía sau người bí cảnh nhưng lăng mỗ khẳng định là không sẽ làm như vậy rốt cuộc đây là đã phi thăng vô tình kiếm tôn bí cảnh tốt ngươi vừa mới nói được chỗ đó tăng tính kiếm linh nói Văn bồi muốn dẫn nàng đi vô tình kiếm tôn lưu lại kiếm hải bí cảnh, thiêu đốt sau cùng bí cảnh bản nguyên. Nịch loạn thời không, giúp đỡ lĩnh hội vô tình kiếm ý, cũng nhìn khả năng không tập được chủ nhân cái khác kiếm chiêu. Nghe vậy, lăng tu nguyên hài lòng gật đầu, đạo hứa của thật thẳng thắn, ngôn từ khẩn thiết, lăng mỗ thủng thức. Tàng tính kiếm linh nói, đa tạ tiền bồi khen ngợi, vậy xin hỏi vãn bồi có thể đi rồi sao? Lăng tu nguyên, đừng nóng vội, ta còn có va sức, Tăng tính kiếm linh, tiền bối, vãn bồi cũng không có ác ý, vừa mới cho lấy sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ vì ta bị ngô chủ lưu tại không gian loạn lưu bên trong một mực ngủ say, giờ phút này bỗng nhiên được truyền thừa người kiếm ý tỉnh lại, mới có thể bản năng tiếp cận truyền thừa giả. Cũng không phải cố ý xen thường ngài. Lăng tu nguyên khoát khoát tay, không cần giải thích, ta không có cảm thấy ngươi có ác ý. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta trên thuyền những người khác mặc dù không phải truyền thừa giả, nhưng bọn hắn có thể hay không cũng có một cái cơ hội tiến vào kiếm hải bí cảnh. Rốt cuộc, bọn hắn cũng đều là thiên phú tuyệt luân thế hệ, chẳng lẽ không đáng giá vô tình kiếm tôn cho một cơ hội sao? Tăng tính kiếm linh, Lăng Tu Nguyên hiền lành cười cười, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, tăng tính kiếm linh. Đi, chủ nhân đổi thiên kiêu luôn luôn hào phóng, chỉ cần tư chất cường đại, liền có thể đi vào, nhưng nếu là tư chất không được, ta cũng vô pháp cho đi. Lăng Tu Nguyên cười ha ha, tạo hứa của thật sảng khoái, yên tâm, bọn họ tư chất phi thường cường đại. Tốt, cái kia sẽ không quấy dày đạo hữu, ngươi đi đi. Tăng tính kiếm linh cấp tốc tiêu tán, sau đó, Lăng Tu Nguyên liền đem ánh mắt quét hương bốn phía, cũng khẽ gật đầu. Trên thực tế, Phương Trần cùng Lăng Tu Nguyên giờ phút này đứng yên được ánh sáng hẹp dài, lại tên là bí cảnh chi lộ. Tên như ý nghĩa, đây là thông hướng một cái bí cảnh con đường. Mà bí cảnh chi lộ tồn tại ý nghĩa, tương đương với cho bí cảnh lên một đạo khóa. Chỉ có tìm tới chìa khóa mới có thể thông qua bí cảnh chi lộ tiến vào bí cảnh. Có chút chìa khóa, có thiên tư. Thí dụ như trước mắt kiếm hải bí cảnh, nhất định phải có thiên tư mới có thể tiến nhập trong đó. Mà có chút bí cảnh chìa khóa là bí cảnh chi chủ tán thành, tỷ như lăng tu nguyên bí cảnh nếu không có lăng tu nguyên tán thành liền không thể tiến vào giống như là hắn ném ra lại bị phương trần trong lúc vô tình nhặt về tranh thủy mặc nếu có người tế tụ có thể đạt được hắn tán thành còn có một số bí cảnh chìa khóa là thực lực huyết mạch đạo trở chút đương nhiên nếu là một cái vô chủ bí cảnh mà nói cũng sẽ không có bí cảnh chi lộ tồn tại bất quá thời đại này muốn tìm đến một cái vô chủ bí cảnh đã rất khó tu vi có thành tựu đám người kia đã sớm không cho hậu nhân tranh đoạt bí cảnh cơ hội mà giờ khắc này lăng tu nguyên cho lấy sẽ ở kiếm hải bí cảnh bí cảnh chi lộ lên là bởi vì ngay tại vừa mới hắn khởi động thái của huyền ngọc chu dự định gọi phương trần tới tâm sự chính mình vừa xuất thế đồ đệ lúc đột nhiên cảm thấy kiếm hải bí cảnh tọa độ ngay tại theo tầng tầng lớp lớp trong không gian bay ra cắt tóc tiếp cận khương ngưng y nhìn nó bộ dáng thình linh chính là dự định tại chính mình không coi vào đâu đem khương ngưng y cướp đi Lăng Tu Nguyên vì tránh né đối phương khi thế hung hùng cướp bóc hành động, hắn liền dẫn trên thuyền tất cả mọi người, cưỡng ép tiến nhập kiếm hải bí cảnh, đồng thời đen táng tính kiếm linh chó đi qua. Đương nhiên, nghe được táng tính kiếm linh giải thích, kết hợp với chính mình một lần nữa phán đoán về sau, Lăng Tu Nguyên mới bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật táng tính kiếm linh cũng không phải muốn cướp bi khương ngưng y, đối phương chỉ là bởi vì một mực ngủ xây, giờ phút này đột nhiên bị tỉnh lại, mới có thể bản năng tiếp cận khương ngưng y mà thôi. Đồ là mình có chút trách oan đối phương mà tại lăng tu nguyên đen táng tính kiếm linh gọi khi đi tới thần trí của hắn cũng có chủ ý những người khác hắn phát hiện khương Mương y trên sống lưng trói nhất thiên tam dực hung lâm vân hạc tại sau khi tĩnh hồn lại đều vô cùng thuần thục bắt đầu hành tẩu bí cảnh chi lộ rất hiển nhiên hai người một hổ đều biết bí cảnh lại hiểu được bắt đầu tiếp nhận bí cảnh khảo nghiệm bởi vì đám người này là bị lăng tu nguyên cưỡng ép đưa vào bí cảnh cho nên nhất thiên tam cùng dực hung liền không có tách ra tiếp nhận khảo nghiệm bất quá đây cũng là lăng tu nguyên cổ ý an bài Lấy hàn đối nhất thiên tam hiểu do, này nhánh cây nếu là đơn độc hành tẩu bí cảnh chi lộ, sợ rằng sẽ làm ra rất nhiều hoang đường tiến hành. Nhưng, nhưng lăng tu nguyên không nghĩ tới chính lạ, phương trần vậy mà kêu hắn tiên hào. Lăng tu nguyên thần thức đảo qua đi lúc, phát hiện thứ nhất mặt lạ lắm lại ngưng trọng, suy nghĩ một chút mới biết được. Gia hòa này có thể là không biết bí cảnh chi lộ là cái gì, cho nên cẩn thận lý do mới hô chính mình. Cái này khiến lăng tu nguyên trong lúc nhất thời không biết nên khen hắn vẫn là nên mắng hắn sau đó lăng tu nguyên hồi tưởng đến táng tính kiếm linh vừa mới mà nói lầm bầm thiếu đốt bản nguyên nghịch loạn thời không xem ra vô tình kiếm tôn là không có ý định khe nhỏ sông dài khiến khương chân truyền thật tốt tu luyện mà chính là định đem sau cùng truyền thừa giao sau khi ra ngoài lên triệt để khiến kiếm hải bí cảnh tiêu vong ngược lại là đáng tiếc phải biết dĩ vân còn thiếu cái bí cảnh nếu là có thể chiếm cho nàng cũng không tệ mê mơn được rồi bực này cũ nát phẩm muốn thật nắm bắt tới tay lưu cho triệu nguyên sinh tương đối tốt tăng tính kiếm linh trong miệng nghịch loạn thời không trên thực tế chính là kéo thời gian dài tỷ lệ thí dụ như ngoài dưới một canh giờ bí cảnh 10 năm tại loại phương pháp này phía dưới tu sĩ có thể cực nhanh thu hoạch được tu vi tập được công pháp nhưng này pháp cho lấy không nhận tôn sùng là bởi vì này pháp vẫn là cần sói mòn thực sự tuổi thọ mà lại tại bí cảnh bên trong nghịch loạn thời không lấy được thực lực trở lại hiện thực linh giới bên trong còn cần thời gian đem tu vi trả về đánh cái so sánh người bình thường bên ngoài dưới một canh giờ bí cảnh 10 năm tỷ lệ Tại bí cảnh bên trong tu luyện 100 năm, đạt đến kim đan kỳ, sau khi đi ra, khả năng còn phải tại bên ngoài chờ thêm 90 năm đen tu vi đồng bộ tới. Đương nhiên, từ chất cực kỳ người nghịch thiên, không khả năng trong chớp mắt liền cùng bước. Lại nói, làm tu sĩ si tu luyện tới phía sau cảnh giới lúc, dựa vào nghịch loạn thời không phương pháp tu luyện, sẽ còn nhiễu loạn đối thời gian cảm ngộ, rất có thể ảnh hưởng ngộ đạo. Nguyên nhân chính là như thế, phương pháp này, bình thường tình huống không có người nào dùng đương nhiên ngoại trừ những lý do này bên ngoài kỳ thật còn có một cái nguyên nhân căn bản đến đến nghịch loạn thời không cần thiêu đốt bí cảnh bản nguyên còn có lượng lớn tài nguyên riêng một điểm này đều có thể khuyên lui vô số người cùng lúc đó ngay tại bí cảnh chi lộ bên trong chậm rãi tiến lên khương ngưng y mới vừa đi tới một nửa lúc táng tính kiếm linh liền chậm rãi xuất hiện làm nó xuất hiện một khắc này khương ngưng y ngừng bước chân cũng hít sâu một hơi cung kính hành lễ nói ngưng y bài kiến tiền bối khương ngưng y đối táng tính kiếm linh cũng không xa lạ gì Năm đó, nàng chính là đánh bại đánh bại tập được vô tình kiếm đạo truyền thừa, lần thứ nhất tỉnh lại tàng tính kiếm linh. Tàng tính kiếm linh liền lưu lại lời nói, làm chính mình lính ngộ tuyệt mệnh kiếm ý hoặc tuyệt tình kiếm ý lúc, nó liền sẽ lại xuất hiện. Nếu là Khương Ngưng Y tu tập trả ngoại đạo mà nói, liền sẽ tu ra tuyệt tình kiếm ý, nhưng nàng lựa chọn lấy hủy diệt bản thân con đường xuất phát, cho nên liền tu ra tuyệt mệnh kiếm ý. Truyền thừa giả, người rất tốt, ngươi của thật là ta gặp qua cao cấp nhất kiếm đạo thiên tài. Tàng tính kiếm linh tuy là khích lệ, nhưng ngữ điểu vẫn như cũ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào liên cùng mới vừa cùng lăng tu nguyên đối thoại một dạng cho dù trong lời nói cho biểu đã biểu đạt ra tàng tình kiếm linh theo tâm ý nghĩ nhưng hắn ngữ điệu lạnh lùng như cũ cái này hoàn toàn là bởi vì vô tình kiếm tôn đưa đến trên thực tế khương ngưng y cũng có bị vô tình kiếm đạo ảnh hưởng nguyên nhân chính là như thế mới có thể xem ra mười phần thanh lãnh nhưng trên thực tế ngoại trừ viên hạo bên ngoài tất cả mọi người không có cảm thấy khương ngưng y có như vậy người sống chứa gần nghe vậy khương ngưng y cúi đầu nói tiền vừa quá khen ta chưa từng có dự tàng tính kiếm linh chậm rãi nói nếu là tầm thường kiếm đạo thiên tài tu tập đạo này muốn ngộ ra tuyệt mệnh kiếm ý ít nhất cũng cần đến trải qua sinh tử phản hư chi cảnh cho dù ta ban đầu khi thấy ngươi đã biết ngươi thiên túng kỳ tài nhưng cũng coi là ngươi cần hóa thần mới có thể lĩnh ngộ tuyệt mệnh kiếm ý nhưng ta tuyệt đối không nghĩ đến ngươi vậy mà tại kim đan kỳ liền hiểu thông tuyệt mệnh kiếm ý là thật là vượt quá dự liệu của ta khương ngưng ý Đa tạ tiền bối, nếu để cho Phương Trần ở chỗ này, sợ rằng sẽ nói nếu là những dự khung tế kiếm mà nói, Khương Ngưng Y tại chúc cơ kỳ thời điểm liền đem tuyệt mệnh kiếm ý cho ngộ ra tới. Tăng tính kiếm linh khen xong sau, nhân tiện nói, tốt, người đã ngộ ra tuyệt mệnh kiếm ý, như vậy đại biểu cho ngươi cùng chủ nhân một dạng. Lựa chọn chém chết tự mình chứng đạo chi lộ, đi con đường này, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Phải biết, không phải ai đều có thể giống chủ nhân như vậy vận khí vô cùng tốt, bây giờ hối hận vẫn còn kịp nói chuyện toàn bộ hẹp dài bí cảnh chi lộ đột nhiên biến đến cao thâm mặt chắc lên một cô thủy triều giống như y áp tại cha tấn bức bách khương ngưng y khương ngưng y tâm lý rõ ràng tàng tính đoạn văn này chính là đối với mình tâm trí kiên định hay không khảo nghiệm nghĩ tới đây nàng hơi trầm ngâm nửa ngày lập tức của quyết nói tiên bối ta kỳ thật cũng không có chuẩn bị sẵn sàng nếu là có thể ta muốn đem vô tình kiếm đạo theo trong cơ thể ta đuổi ra ngoài đổi tu cái khác kiếm đạo nhưng ta cùng sư tôn ta đều làm không được trong tông tổ sư cũng nói mạnh hủy kiếm ý sẽ tổn hại ta căn nguyên, nhưng ngài đã nói hiện tại còn kịp, có phải hay không ngài có thể cho ta không cần nỗ lực quá lớn đại giới, liên đổi cái khác kiếm đạo. Nói xong, Khương Ương Y đen trắng rõ ràng con người liền nhìn chằm chằm kiếm linh, lấy ra mấy cái phần mong đợi. Khương Ương Y cũng không phải cái gì chết đầu óc, nếu cuộc thật có thể có cơ hội hối hận, cái kia nàng khẳng định phải. Vừa mới nói xong, bí cảnh chi lộ cao thâm mà chắc không còn, bị áp tiêu tán chống không. Tàng tính kiếm linh rời giữa không trung, sau một lúc lâu, nó vây quanh Khương Ngưng Y chuyển hai vòng, một lần nữa bay tới giữa không trung nói. Truyền thừa giả, ta thu hồi ta, ngươi bây giờ hối hận cũng không kịp. Khương Ngưng Y, tàng tính kiếm linh. Lúc này, yên cảnh thanh âm đột nhiên tại Khương Ngưng Y bên tai vang lên. Chủ nhân, ngươi không sợ tàng tính tiền bối bị ngươi lời nói này chọc giận, nói ngươi không biết tốt xấu, cưng ép lột kiếm đạo của ngươi sao. Một cái truyền thừa giả, cũng dám tại người khác địa bàn nói không muốn truyền thừa, cái này cũng quá lớn mật khương ngưng y trên mặt bất động thánh sắc truyền âm hồi đáp lăng tổ sư thần thức mới vừa tới qua chắc hẳn hắn ngay tại bốn phía sẽ không ngồi yên không lì đến mặt khác kiếm tổ sư tiên hào ta cũng hiểu biết yên cảnh nhất thờ giật mình lại nói đạm nhiên tông chân truyền thân phận không phải kêu chơi Đình lấy cái danh này đã đầy đủ bọn họ tại linh giới sông pha huống chi khương ngưng y còn đã bị mọi người thừa nhận làm đời tiếp theo thánh nữ trên thực tế chính đại tông thánh tử đãi ngộ thảm nhất một cái kỳ thật chỉ có du khởi những tông môn khác thánh tử thánh nữ đều là nâng trong tay sợ nát ngậm trong miệng sợ tan ai giống du khởi trực tiếp bị lấy ra luyện hóa một lát sau báo tăng tính kiếm linh một lần nữa mở miệng nói tốt đã tâm trí của ngươi kiên định như vậy quyết tâm tu tập chủ nhân lưu lại truyền thừa cái kia từ giờ phút này bắt đầu ngươi liền chính thức trở thành vô tình kiếm đạo truyền thừa già có thể có được sau cùng kiếm hải bí cảnh khương ngưng y đúng tiên bối sau đó tăng tính kiếm linh liền vì khương ngưng y giảng giải nàng sau đó phải gặp phải sự tình làm khương ngưng y biết được kiếm hải bí cảnh bản nguyên sắc thiêu đốt vì chính mình nghịch loạn thời không trợ chính mình nhanh chóng lĩnh ngộ công pháp tu luyện lúc khương ngưng y rơi vào trầm mặc lập tức đôi tàng tính kiếm linh trịnh trọng cuối người chào cũng chân thành nói tạ tàng tính kiếm linh thế thế nói ra không còn cảm ơn ta thiêu đốt bản nguyên chính là bí cảnh không phải ta khương ngưng y nhịn không được hỏi cái kia đợi bí cảnh tiêu vong về sau tiền bối ngài đều sẽ đi hướng phương nào ta tìm kiếm ta linh tính đi tàng tính kiếm linh ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản nói chủ nhân chứng đạo lúc chạm diệt nhân tính của hắn ta thân làm kiếm linh cũng bởi vậy mất đi linh tính biên đến băng lạnh cứng ngắc thẳng đến chủ nhân phi thăng vì truy tìm chạm diệt vô tình kiếm ý mục tiêu cuối cùng nhất hắn trực tiếp đen ta trục xuất phi kiếm đưa vào kiếm hải bí cảnh ngủ say bây giờ bị ngươi tỉnh lại lại thêm hứa nhiều năm qua đi ta bây giờ mới một lần nữa thu hồi một số linh tính hiện tại ta chỉ chờ bí cảnh tiêu vong liền có thể một lần nữa nắm giữ tự do thân vô luận là đầu thai hoặc là tại thế gian phiêu đáng đều là tới lui tự nhiên nghe vậy Khương Ngưng Y lúc này mới chợt hiểu, khó trách Tang Tính Kiếm Linh nghĩ như vậy để cho nàng nhanh điểm tiến vào kiếm hải bí cảnh. Nguyên lai like nó cũng muốn nhường kiếm hải bí cảnh thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó, Khương Ngưng Y đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, không khỏi chân chờ hỏi. Tang Tính Tiền Bối, chẳng lẽ vô tình kiếm tôn Tiền Bối cũng thử qua chảm diệt vô tình kiếm ý phương pháp sao? Tang Tính Kiếm Linh thản nhiên nói: đương nhiên, ta vừa mới kỳ thật đã nhìn ra trên người ngươi kiếm ý có tự hủy trị ý, rất hiển nhiên ngươi cùng chủ nhân một dạng cũng là tại tu tập trảm tự mình chi đạo về sau bắt đầu sinh trảm diệt vô tình kiếm ý chứng được trí cao cảnh giới ý nghĩ nghe vậy khương ngưng y mười phần ngoài ý muốn nàng không nghĩ tới vô tình kiếm tôn ý nghĩ vậy mà cũng giống như mình nghĩ tới đây nàng không khỏi hỏi cái kia tiền bối vô tình kiếm tôn tiền bối phải chăng cũng giống như ta không đành lòng đối người bên cạnh xuất thủ cũng không muốn chém chết tự thân tánh mạng mới lựa chọn nghiên cứu như thế nào chảm diệt vô tình kiếm ý sao tàng tính kiếm linh nói đây không phải là chủ nhân năm đó mẹ quá con côi, bên người không người có thể chảm, thu hoạch được vô tình kiếm đạo chuyên thừa về sau, bất đắc sĩ chỉ có thể tu tập chảm tự mình chi đạo. Khương ngơ nghĩ, yên cảnh, tàng tính kiếm linh tiếp lấy thản nhiên nói, vô tình kiếm đạo không biết người nào sáng tạo, nhưng thành tựu kẻ cao nhất hẳn là ngô chủ. Trên thực tế, ngô chủ cũng không phải cái gì người trọng tình trọng nghĩa, ta suy đoán, nếu là có đạo lữ bạn thân mà nói, chỉ sợ cũng phải một chảm hết sạch, rốt cuộc, ta thân là làm bạn nhiều năm kiếm linh, đều bị ngô chủ một bỏ chi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn mẹ quá con cô cũng là đáng đời. Khương ngưng y lại lần nữa sửng sốt.